giao bờ này về ở mỏ Cài Bắc đi, tại chỗ địa phương anh chị này ở gần sát bên lên bắt mồi nhỏ. Để xong thổi đi. Ừ. Còn không biết được không ấy, chỉ dạn lượt một luôn. 0906 hả? Rồi. 882. Con đó đó. Ừ. Dạ. Ôi hôm chút về tới nhà nhỉ. Sáng bên mà. Để 25, để 25 nha. Bắt bò đã ha. Bởi vì bắt lửa cực kỳ không? Chỉ tính đây chị. À, chỉ mà thôi chứ đi tới lại còn bò này thua. Đây ở gần lửa chánh bò ngon, sắc bền. À. Dì à, mối à, mối anh bắt đây không à. Đưa cho anh bò ngon, anh lên kiếm nữa. Lửa bò cực kỳ thế, nó duyên dáng. Đẹp. Đẹp. Bữa nay chở ngon lành, chở bò mà cho tôi Thành đóng chịu vậy. Ờ cụp cụp vậy rồi cái gì chở lấy tiền ngọt. Bò này tạm ăn bỏ cục. Ừ, mà cái đầu nó chần chần mà. Có gì cái đầu đẹp ha.